Chúng nơi cái này thì gọi mới digital system symbol này inter symbol interference chúng power pi chúng cái bị chun là muốn dùng kịch tầm mũi đi à lấy kịch nó pi nó bảy mươi tao bị cơn đi chẳng mày chúng cái này cứ signal để dùng mũi sâu mũi chúng nó không tầm nạ ca mũi không chậm ngái mũi nghe chậm ngái mà thả đi lấy chập đam bị chun đâu à bàn là đi bàn mà cái lô mà anh đi bị chun đất đọc cái lô anh đi bị chun tới một hai cái lô mà anh đi bị chun tới học sập cái lô mát chẳng chẳng còn là ban đọc cái lô mát khi nhìn cường cái này nè còn tái cường cái này ở toàn đó đó tô thì chẳng tô gì ấy f w h m cho đó là về đi cường cái này nè đó một hai cái lô mát cường cái này cường lửa tô này cường năng lửa tô lửa áp bẹt đá này đó là bây giờ cứ con lược hay mà đó con lược đó là gì lược đó sịch mà cái con là lược sịch mà này đó chẳng là khăn ông nhưng khơi thàn được bây giờ việc con và ní điều này ai bị thạch bàn thả đi mối xấu mùi đó là bây con là ní hiền bà bạn tích nhẹ cái thả bè lì hiền bà bạn thì thạch tích ai chả đi mối rừng của sồn thả đi mùi là đọc bây giờ lại ní muối ní yên ní easy đi thạch nè ô là muối anh ấy easy đi thạch khóc bạc anh ấy dương xấu anh ấy chênh máu muối anh ấy đi thạch easy đi thạch bằng đá đi thạch máu cứ error bạc đây nè chân cái tư chỉ ọt bàn cả nó cũng nói khôi structure signal dưới nó chân đi signal này dẫn mùi xôn mùi xôn muối mà đòn ý cồn này làm quý vì từ chia mối không bạc cái okay. To mà tiết cái chạp đao mình cũng muốn mùi gì ở chung một ha tây bề này tây bề đó thì dạ bế mùi miền là dạ bế nơi dạ lo vì pass mùi tờ pass mùi chơi cực bú lắm tây bề chỉ là dạ bế nơi chúng ta cái pool bị pass mỗi từ pass mỗi đó nè đấy bè nè bị cái pool này nè từ cái pool là hàng zero nè đây vừa toàn mà thiết cái miếng tàu nè tàu s chẳng tô S nó ấy kìa F W H M chẳng là lại 20% này 20% này chẳng 20% nó cứ chia rồi bó của phục nè đã bị chun trình tới và nên là tự tu rồi chẳng tự tu khinh thông rồi này chẳng những đăng thật tê á thông chiến rồi này tê á thông chiến tô S riêng chẳng những miền đông của môn mối tiệt data tô smile chỉ môi đồng tệ tô receiver đó tô transmit tô o đó tô s nhé nè anh ấy o s ở s đó à bỏ thông chứng đó tới mình khi nhập về chấm miền chẳng giải quyết ở về chấm miền cứ impossible thế nhé giảm mạnh chẳng cái này là dạp bê anh ấy cái dạp bê chẳng là dạp bê giờ thông đạo tố chứ nó bị khơi là lại lên với chúng mình chẳng để ta tố và màn hay để ta tố nó nhưng khơi như nè mà gì môi nó tê bê nhé giờ ní bọn đọa chú môi ní mà để ta tố nhưng cấp chia nó tê bê mà khơi như bìa cho lọ này
chúng cha mấy nhặt đi lại cũng đi dưới nhặt đi như nhảy điện điện đi chơi đánh tới chạm với toán đó chạm vào toàn thế mà đo lại người ta bỏ trái nhìn thì hoàn toàn chẳng tô tê bê nắng chưa rồi dạ bê rồi nữa nơi người ta lại điện pi pi mà pha mối tới mà pha rồi à lực pu là lứa của pu là hôn này hai tê bê nó như ai rồi bán thì smile gì mùi nắng đại tá tô đại tá tô đến ngay tôi càng kẹt đi đại tá tô thì xíu đoạn đại tá tô s thế thấy dương nên được muốn mua nhiều tiền điện vì đã có này còn đi với thôn chẳng hạn à, là sigma à, tp này for receiver này anh ấy này receiver anh ấy này bộ phục để chuyển dành tới anh ấy là tua cái nhé cà rế bộ châu kia mùi nắng nè bộ châu kia sigma là bỏ fiber này ok chẳng hạn bộ phục bộ châu mùi nắng sigma này tới từ tua bán output này tỏ ra này toán nét lại nắng như dưỡng chân mà đo lại đi tầm bay đo lại nó bị rết chân những thử miên này kia upper limit những thử miên cầm nọt rung đại một mình thông là cầm nọt rung đại là phục có phải bởi lên này với thử miên inter symbol interference nè ta ta dùng vô thầm na này vô thầm này bạn đi bên đây một bạn và đại năng chân dừa đấy bây giờ thấm nhẹ bạn gái distinct mà chân bị overlap cái này nhẹ ta bị cua overlap thầm nà limit vào việc cái overlap overlap cho mình ta cầm oi overlap lớp pi à bẹ cả đá này nhé chân bằng việc con thứ nhất lớp pi à dạ pi để bẹ cả đá nắng như dòng mày con như lần lừa bẹ cả đá này chắc cái menu của môn game này nè we must limit pass spread này bit duration nè rule of thumb nè rule របស់មេដៃមេដៃណាគឺ bit period អូខេនេះតេបេចន្លោះនេះអញ្ចឹង bit period នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថាអា sigma របស់យើងនេះវាគួរតែតូចជាងឬស្មើតេបេលើ4អូខេតូចជាងឬស្មើតេបេលើ4យល់ទេនិយាយចឹងនេះអញ្ចឹងផាយើងចេះហើយយើងមិនថាម៉េចតេបេយើងនៅណាអញ្ចឹងយើងរកតេបេសិនទាំងតេបេស្មើជាមួយនឹង data to ចឹង data to វាស្មើជាមួយនឹង to r dot to s អូខេចឹងនៅកន្លែងនេះណា table អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺប្រវែងតោណាតោ air អញ្ចឹងតោ s គាត់អាចរីកធំជាងនឹងយ៉ាងដូចអញ្ចឹងនៅពេលដែល receive ណានៅពេលអានេះតោ s ណាតោ receive តោ sតាមពេលនេះគឺនៅពាក់កណ្ដាលអានេះគឺតូអែអញ្ចឹងអានេះវាធំជាងនេះអាមកណាត់នេះណានេះនៅសោមកណាត់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចធ្វើទៅកុំឲ្យតែអាប្រវែងណាប្រវែងរូតមីន square sigma ហ្នឹងគឺនៅកន្លែង 70% ណាតូច